bên hiên hàng giờ tìm những bạn xưa. May ra có con đôi đứa vẫn yên vui sống đời học trò. Bâng khuâng đợi chờ người sao chẳng đến. Hỏi lá hỏi hoa chỉ thấy im trường con thắp hàng thêm hoa leo phũ phàng đàn thím tiếng ve ru nghe gợi buồn thêm bạn cũ xa rồi có người về đất buồn xuôi năm ba đứa mặt vương trời hai thằng chờ đâu cơn nóng tức. Rồi chào quý vị và các bạn, các anh chị em yêu audio trên toàn quốc. Thì em đang phối ghép con âm ly Wafedan Linton của Anh Quốc nha quý vị, đẹp xuất sắc luôn ha. Con này xuất sắc luôn, bỏ gỗ zin luôn. Từ Anh Quốc về ghép với đô la Bioner CS91. Thì con này nó đánh 4 con sò sắt RCA xuất âm tụ. Cái dịch này ngắn quá tháo không được quý vị. Cái dịch dài tí nữa được. Thì con này cái ruột gan nội thất quý vị thấy ha, bên nè, nhìn những cái gắt cắm nè. Con này là đẹp, cực kỳ đẹp luôn quý vị, đẹp như khui thùng vậy. Đẹp xuất sắc luôn ha, con này tuyệt đẹp, hộp dạng tuyệt đẹp. Giá cũng khá tốt quý vị. Con này giá cũng khá tốt ha. Đấy. Bây giờ em sẽ dỡ cái nắp này ra cho quý vị. Hôm nay hơi ồn tí nha quý vị, nó có tạp âm hơi ồn tí. Ra rút cái này ra ha, rút ra như vậy ha quý vị, mới dỡ lên. Ở đây nó có thể có một cái tấm bìa rất là đẹp quý vị, cái tấm này nó còn rất là đẹp luôn. Rút ra như vậy ha. Đây. Đấy. 3 tủ 5 tụ, 6 tụ ha. Đánh sò RCA nha quý vị, sò RCA, sò sắt RCA. Rất đẹp luôn ha. Rất đẹp. Tuyệt đẹp luôn. Giá 8 triệu rưỡi nha quý vị. Đấy, thấy sắc xì và các kiểu đẹp phía sau này. Cầm tiếp cho. Tuyệt vời. Rồi, em xin kết thúc video tại đây. Xin cảm ơn.